Sáng ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đến đường dây xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng 17 năm tù, Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, 16 năm tù, Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vượng Đạt, 10 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Hội đồng xét xử nhận định ba bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu do đã bàn bạc góp vốn mua xăng từ Singapore, vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, rối loạn thị trường. Còn các bị cáo là doanh nghiệp, thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên có vai trò giúp sức vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu cho các ông trùm buôn lậu xăng, thì hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, 56 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Huỳnh, 15 năm tù, Trần Thị Thanh Vân, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vân Trúc, 9 năm tù, Lê Thanh Tú, chồng Vân, 5 năm tù, Lê Thanh Trung, 39 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Tây Nam 01, SWB, 13 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo đầu vụ trùm tiêu thụ, một số chủ doanh nghiệp xăng dầu giúp sức tiêu thụ bị xử phạt bổ sung 100 triệu đồng một người, sung vào công quỹ nhà nước. Bị cáo Ngô Văn Thụy, 58 tuổi, cựu đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, 15 năm tù về hành vi nhận hối lộ. Thụy đã nhận hối lộ hơn 832 triệu đồng từ Phan Thanh Hữu, ông trùm buôn lậu, Nguyễn Hữu Tứ, chân rết tiêu thụ xăng lậu của Hữu và Trần Ngọc Thanh, người tình của Tứ. Theo cáo trạng, Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Phùng Danh Thoại, nguyên đại tá trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, góp vốn 53,4 tỷ đồng để buôn lậu gần 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Sau khi tàu chở xăng của Viễn đưa hàng về, Hữu điều động vận chuyển xăng đến địa điểm lưu trữ của Nguyễn Hữu Tứ để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân. Qua đó, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng, Hữu thu 156 tỷ đồng, Thoại thu hơn 22 tỷ đồng. Tứ thu gần 83 tỷ đồng, Vân thu lợi 18 tỷ đồng.